Mến chào các bạn đã đến với chương trình Kiến thức quanh ta của Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ ngày 28 tây mỗi tháng trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Các bạn thân mến, đến với chương trình Kiến thức quanh ta kỳ 5 ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu về tế bào và bộ rễ của gia đình thực vật này nhé. Sau đây xin mời các bạn hãy cùng xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video clip theo cấu trúc 1A, 2B, 3C kèm theo thông tin họ và tên cùng với số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video clip trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức ghi nhận và ưu tiên những bạn trả lời chính xác đầy đủ đầu tiên nhất, đồng thời không công nhận kết quả đối với những bình luận có hiển thị điều chỉnh. Thời gian tham gia bắt đầu từ 9 giờ ngày 28 tháng 5 đến 9 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2023. Ban tổ chức sẽ tặng quà cho các bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất nhé. Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tế bào của thực vật. Cơ thể của sinh vật là do các tế bào có hình dạng khác nhau, chức năng khác nhau tạo thành. Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau như hình tròn, hình thoi, hình bầu dục. Kích thước của chúng cũng khác nhau. Tế bào cỡ lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng đa số tế bào đều rất nhỏ, phải dùng kính hiển vi mới quan sát được. Chức năng của các loài thực vật là do nhiều tế bào hình thành nên. Bởi vậy, tế bào không chỉ là đơn vị cấu tạo cơ bản cấu thành cơ thể của thực vật, mà còn là đơn vị cơ bản cấu thành nên chức năng. Cấu tạo của tế bào thực vật. Tế bào là đơn vị cấu thành và chức năng cơ bản của cơ thể thực vật. Về mặt cấu tạo, tế bào thường bao gồm thành tế bào và chất nguyên sinh. Chất nguyên sinh là chất cơ bản tạo thành tế bào, gồm các thành phần cấu tạo cơ bản như tế bào chất, màng tế bào, nhân, ti thể, lạp thể. Vì vậy, tế bào chất, màng tế bào và nhân tế bào được gọi là chất nguyên sinh. Nhân tế bào là hạt nhân của tế bào, điều khiển quá trình sinh trưởng phát triển của thực vật. Phân bào ở thực vật. Sự phân chia tế bào thực vật chủ yếu có 3 kiểu là nguyên phân, trực phân và giảm phân. Phân bào nguyên phân và trực phân làm tăng thêm số lượng tế bào, giúp cho thực vật nảy mầm và lớn lên. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ rễ của thực vật. Trong số hơn 500.000 loài thực vật trên thế giới, chỉ có hơn 200.000 loài thực vật bậc cao có rễ thật. Còn lại là 300.000 loài thực vật bậc thấp đều không có rễ. Có một số loài thực vật bậc thấp có hình rễ nhưng lại không có cấu tạo của rễ. Hình dạng của rễ. Nhìn vào bề ngoài có thể chia làm hai loại rễ là rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc thường có rễ cái to khỏe xung quanh và các rễ con nhỏ hơn. Rễ chùm không phân biệt rễ cái và rễ con mà do rất nhiều rễ con giống nhau tạo thành. Cấu tạo của rễ cây, rễ do lớp biểu bì, lớp vỏ và trụ giữa tạo thành. Tầng ngoài cùng của rễ là một tế bào rất mỏng bao bọc gọi là biểu bì. Bên ngoài biểu bì mọc nhiều lông hút, bên trong biểu bì có rất nhiều tế bào nhu tạo thành. Lớp vỏ được gọi là nội bì bên trong. Nội bì chính là bộ phận trung tâm của rễ được gọi là trụ giữa. Từ phần dưới cùng của rễ cho đến đoạn mọc lông hút được gọi là ngọn rễ. Ngọn rễ là bộ phận linh hoạt nhất, thường do 4 bộ phận tạo thành là chóp rễ, vùng phân sinh, vùng tăng trưởng và vùng lông hút. Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu về tế bào và bộ rễ của thực vật và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau đây nhé. Câu 1. Sự phân chia tế bào thực vật chủ yếu có những kiểu nào? A. Nguyên phân. B. Trực phân. Giảm phân. C. Cả hai câu A và B đều đúng. Câu 2. Chương trình Kiến thức quanh ta kỳ 5 tìm hiểu về chủ đề gì? A. Khám phá rễ cây. B. Khám phá tế bào thực vật. C. Tìm hiểu về tế bào và bộ rễ của thực vật. Câu 3. Chức năng của các loài thực vật là do bao nhiêu tế bào hình thành nên? A. Một tế bào. B. Hai tế bào. C. Nhiều tế bào. Câu 4. Tế bào chất, màng tế bào và nhân tế bào được gọi là gì? A. Chất dinh dưỡng. B. Chất nguyên sinh. C.
cả hai câu A và B. Câu 5. Hạt nhân của tế bào có nhiệm vụ như thế nào? A. Điều khiển quá trình sinh trưởng phát triển của thực vật. B. Điều khiển quá trình phát triển của thực vật. C. Điều khiển quá trình sinh trưởng. Câu 6. Rễ cọc có những đặc điểm gì? A. Rễ cọc thường không có rễ cái. B. Rễ cọc thường có rễ cái to khỏe xung quanh có các rễ con nhỏ hơn. C. Rễ cọc thường có rễ cái to khỏe. Câu 7. Ngọn rễ là bộ phận linh hoạt nhất, thường do 4 bộ phận tạo thành, đó là A. Chớp rễ, vùng phân sinh, vùng tăng trưởng, vùng lông hút. B. Chớp rễ, vùng phân sinh, vùng tăng trưởng, biểu bì. C. Vùng phân sinh, vùng tăng trưởng, vùng lông hút, trụ giữa. Câu 8. Hãy cho biết đặc điểm của rễ chùm. A. Rễ chùm không phân biệt rễ cái và rễ con. B. Do rất nhiều rễ con giống nhau tạo thành. C. Cả A và B. Câu 9. Bộ phận trung tâm của rễ được gọi là gì? A. Nội bì. B. Trụ giữa. C. Biểu bì. Câu 10. Hãy hoàn chỉnh nội dung sau đây. Rễ do lớp 3 chấm và trụ giữa tạo thành. Tầng ngoài cùng của rễ là một tế bào rất mỏng bao bọc gọi là biểu bì. A. Biểu bì lớp vỏ. B. Biểu bì lớp vỏ. C. Lớp vỏ và trụ giữa tạo thành. Để trả lời đúng các câu hỏi trên, các bạn có thể tìm thông tin qua những quyển sách Trong rừng có gì nào của nhà xuất bản Hà Nội, Gia đình thực vật của nhà xuất bản Phụ nữ. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Thân mời các bạn cùng tìm đọc. Chúc các bạn có những câu trả lời đúng và sớm nhất để nhận được những phần quà của chương trình nhé. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp để đón xem các chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.